Rồi sau một thời gian, Nabi Ibrahim alaihissalam trở lại Mecca thăm bà Hajar và Ismail. Người đã gặp vợ và con của người trong một cái niềm vui mừng và hân hoan khôn tả, vì sau bao năm xa cách giờ mới gặp lại. Lúc bấy giờ thì Nabi Ismail đã được khoảng độ 4 năm tuổi và Nabi Ibrahim alaihissalam rất đổi thương yêu Ismail. Thì trong khoảng thời gian này, trong một đêm nọ, Nabi Ibrahim alaihissalam nằm mộng thấy Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho người phải giết tế Ismail, đứa con yêu thương của người. Thì giấc mộng, chúng ta đã biết giấc mộng của các vị Nabi đều là sự mặc khải. Họ không giống chúng ta, giấc mộng của họ đều là sự mặc khải, đều là sự thật. Thì giấc mộng đã làm cho Nabi Ibrahim alaihissalam vô cùng lo lắng, vô cùng hoang mang. Làm sao mà người nỡ lòng giết đứa con yêu thương của mình? Nhưng đây là cái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, và người không muốn làm trái lệnh Ngài. Nhưng để thực hiện cái mệnh lệnh của Allah thì phải làm như thế nào? Thì Nabi Ibrahim alaihissalam không thể để cho mẹ của nó, Ismail, biết điều này. Chắc chắn bà sẽ sợ hãi, bà sẽ đau lòng, và chắc chắn bà sẽ cố ngăn cản. Thì Nabi Ibrahim alaihissalam đã không nói chuyện này cho vợ của mình nghe. Thì người cứ mãi lo lắng và trong tâm trạng rất buồn. Thì khi ngồi cùng với Ismail, thì lúc đó Nabi Ibrahim nhìn thấy cái vẻ mặt cha buồn bã, đầy lo âu và phiền muộn. Thì Ismail đã nói: tại sao cha lại buồn rầu? Có chuyện gì xảy ra với cha vậy? Allah subhanahu wa ta'ala phán về cái lời của Nabi Ibrahim khi người nói chuyện với Ismail về cái sự việc này. Nabi Ibrahim nói: Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madha tara. Quả thật cha thấy trong giấc mộng rằng cha phải giết tế con, thế con nghĩ sao? Thì dù chỉ là một đứa bé 4 năm tuổi, nhưng Ismail mang cái tinh thần và ý chí của một vị Nabi tương lai, nên sự nhận thức rất đặc biệt. Ismail đã trả lời với cha của mình như một sự động viên rằng đừng lo lắng mà hãy làm đúng theo sứ mạng, nếu đó là mệnh lệnh của Allah. Ismail nói: Ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Thưa cha cứ làm theo mệnh, theo lệnh truyền insha Allah, rồi cha sẽ thấy con là một đứa con kiên nhẫn và chịu đựng. Nghe đứa con nhỏ nói những lời lẽ này, Nabi Ibrahim alaihissalam đã giảm bớt phần nào sự dằn vặt và cảm thấy an lòng hơn. Thế rồi Nabi Ibrahim alaihissalam dắt Ismail đến một nơi thung lũng cách xa ngôi nhà để thực thi mệnh lệnh của Allah. Thì vừa lúc Nabi Ibrahim alaihissalam đặt con dao vào cổ của Nabi Ismail, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán gọi từ trên trời xuống: Ya Ibrahim, قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجَّزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَوَّ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ. Này hỡi Ibrahim, ngươi đã hoàn thành điều trong giấc mộng. Quả thật ta sẽ ban thưởng cho những người làm tốt. Quả thật đây là một sự thử thách công khai dành cho ngươi. Ta đã chuộc mạng đứa bé bằng một con vật tế vĩ đại. Vừa lúc đó nhìn lên trời thì Nabi Ibrahim alaihissalam thấy đại thiên thần Jibril cùng các vị thiên thần khác mang xuống một con cừu từ nơi thiên đàng. Thì Nabi Ibrahim alaihissalam rất đổi vui mừng, người không ngớt lời tạ ơn và tán dương Allah subhanahu wa ta'ala, và người đã làm thịt con cừu để những người đời mai sau vẫn nhớ đến tấm lòng trung kiên và đầy đức tin iman của Nabi Ibrahim alaihi salam, đã vì tuân lệnh Allah mà không ngần ngại hy sinh tính mạng cả đứa con yêu thương nhất của mình. Nên Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh bảo các tín đồ Muslim phải giết tế lạc đà, bò hoặc dê, cừu vào mùa hành hương Hajj. Thì qua cái việc giết tế lạc đà, bò hoặc dê, cừu
vào mùa Hajj, ngoài việc Allah subhanahu wa ta'ala muốn để cho các bề tôi của Ngài chia sẻ lộc ăn với nhau, người nghèo vui vẻ vì có thịt để ăn, còn người giàu thì hạnh phúc vì đã có sự chia sẻ và gặt hái được ân phước nơi từ việc làm sao ta có vì Allah subhanahu wa ta'ala, thì Allah subhanahu wa ta'ala còn muốn những cái người bề tôi của Ngài nhớ đến Nabi Ibrahim alayhi salam, nhớ đến một cái vị Khalil của Ngài, một cái tấm gương trung thành mà họ cần phải noi theo. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán về Nabi Ibrahim alayhi salam, người phán: Wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina al mu'minin. Và ta đã để lại cho y, tức là để lại cho Nabi Ibrahim alayhi salam nơi hậu thế lời chúc phúc salam, cái sự bằng an cho Ibrahim. Ta sẽ ban thưởng cho người làm tốt như thế. Quả thật y là một người bề tôi có đức tin của ta. Rồi Allah cũng kể cho ta nghe về câu chuyện mà Allah đã báo tin mừng cho Nabi Ibrahim một đứa con thứ hai với bà Sarah. Thì Allah có phán trong kinh Quran như thế này, Allah phán: "Wa basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin." Và ta đã ban cho y, tức Ibrahim, tin mừng về Ishaq, đứa con của y sau này trở thành một vị nabi trong số những người đức hạnh. Tức là Allah không những là báo tin cho Nabi Ibrahim rằng là Ngài sẽ ban cho người một cái vị đứa con thứ hai, mà đứa con thứ hai này sẽ là một vị nabi trong tương lai nữa. Thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe một câu chuyện mà Allah đã báo cho các thiên thần, báo tin mừng cho bà Sarah cũng như cho Nabi Ibrahim alayhi salam một đứa con thứ hai, đó là Ishaq. Thì câu chuyện như thế này, thì bà Sarah là cái người phụ nữ hiếm muộn. Chúng ta đã biết bà Sarah là một người phụ nữ hiếm muộn. Bà chung sống với Nabi Ibrahim alayhi salam đã lâu nhưng Allah chưa cho bà một mụn con nào. Nhìn thấy Nabi Ibrahim alayhi salam đã lớn tuổi mà bà không thể sinh cho người một đứa con nào, thì bà Sarah cảm thấy thương chồng vô cùng. Nên khi được vua Ai Cập tặng cho bà một người nữ hầu cũng khá nhan sắc, bản chất là hiền lành và nết na và đức hạnh, thì bà Sarah đã khuyên Nabi Ibrahim alayhi salam cưới thêm người nữ hầu này làm vợ, mong rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho Nabi Ibrahim alayhi salam một đứa con. Thì người hầu đó chính là bà Hajar, mẹ của Nabi Ismail, mà chúng ta đã vừa nghe những câu chuyện của hai mẹ con họ ở trên. Thì theo ghi nhận, lúc mà có đứa con đầu lòng, tức Nabi Ismail, thì lúc đó Nabi Ibrahim alayhi salam đã ở độ tuổi 86. Và khi có đứa con thứ hai, tức Nabi Ishaq, thì Nabi Ibrahim alayhi salam đã tròn 100 tuổi. Và cùng thời điểm đó thì bà Sarah đã vào độ tuổi 80. Cái độ tuổi mà người phụ nữ muốn có con sẽ là điều không tưởng, là chuyện diễn dông. Nhưng đó là ý muốn của Allah subhanahu wa ta'ala, đấng toàn năng và siêu việt. Ngài muốn làm gì tùy ý Ngài, và khi Ngài muốn làm một điều gì đó thì chỉ cần Ngài nói hãy thành, thì lập tức cái điều đó sẽ thành giống y như cái ý muốn của Ngài. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã kể lại trong Quran câu chuyện về việc Ngài đã báo tin mừng cho Nabi Ibrahim alayhi salam đứa con thứ hai với bà Sarah, một người phụ nữ lớn tuổi, già nua và hiếm muộn vì tấm lòng nhân hậu và đạo hạnh cũng như đức tính kiên nhẫn chịu đựng của bà. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Quả thật các thiên thần, các thiên sứ, tức là Nabi nói, Allah muốn nói các thiên thần của ta mang tin mừng đến cho Ibrahim. Thì đó là vào một ngày nọ, khi mà Nabi Ibrahim alayhi salam đang ngồi trong cái nhà của bà Sarah, thì bỗng nghe những tiếng bước chân ở ngoài nhà. Rồi những cái tiếng bước chân đó nó tiến dần đến cánh cửa, và tiếp sau đó là tiếng gõ cửa. Thì Nabi Ibrahim alayhi salam vội đứng dậy mở cửa, thì thấy ba người đàn ông lạ mặt. Họ chào salam và người đáp lại lời salam. Nabi Ibrahim alayhi salam mời họ vào nhà. Nabi Ibrahim alayhi salam không biết họ là ai, nhưng người vẫn nghĩ rằng họ là khách viếng thăm. Thì sau khi Nabi Ibrahim alayhi salam mời họ ngồi, người xin phép đi vào trong buồng,
nói với bà Sarah vợ của mình: chúng ta có ba vị khách ghé thăm. Bà Sarah hỏi: họ là ai vậy thưa chàng? Nabi Ibrahim a.s. nói: ta không quen họ, gương mặt của họ rất lạ, hình như họ từ một nơi rất xa, có lẽ họ là khách phương xa đến. Nhưng thật kỳ lạ là ta không thấy trên người họ có bất kỳ dấu vết nào của một chuyến đi xa. Nhưng rồi Nabi Ibrahim a.s. hỏi bà Sarah: chúng ta có thức ăn nào sẵn không? Bà Sarah nói: còn nửa con cừu. Nabi Ibrahim a.s. nói: nửa con cừu ư? Thôi, mình phải giết thêm một con bò tơ thôi. Họ là khách lạ, lâu lâu mới đến viếng chúng ta. Ta thấy họ không có một con vật cưỡi nào, cũng chẳng thấy mang theo đồ đạc và lương thực gì hết. Có lẽ họ rất đói. Dứt lời thì Nabi Ibrahim a.s. liền ra ngoài trại chọn lấy một con bò tơ mập mạp. Người giết con bò rồi đưa cho vợ chế biến món ăn. Sau khi thức ăn đã nấu chín thì Nabi Ibrahim a.s. mang lên và mời ba vị khách kia cùng dùng với mình. Thì đây là cái tinh thần hiếu khách của những người có đức tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì sau khi mời thì Nabi Ibrahim a.s. nhân danh Allah rồi bắt đầu ăn và người cứ tưởng họ sẽ ăn cùng với mình. Thì khi ăn được vài miếng thì Nabi Ibrahim a.s. có cảm giác rằng ba vị khách kia vẫn ngồi im, chẳng ai đưa tay vào cái mâm thức ăn cả. Nabi Ibrahim a.s. nhìn họ và lại mời họ lần nữa, nhưng họ vẫn im lặng, không ai chịu đưa tay vào cái mâm thức ăn. Nabi Ibrahim a.s. lại mời họ và nói: sao các vị không ăn? Thì họ vẫn im lặng và lắc đầu. Trước tình cảnh đó, Nabi Ibrahim a.s. cảm thấy bối rối và bàng hoàng. Bởi vì theo cách nghĩ của người dân sống vùng sa mạc, thì trong thời của Nabi Ibrahim a.s. thì nếu như mà khách đến nhà mà từ chối sự tiếp đãi, có nghĩa là vị khách đó đang có ý định xấu gì đó với chủ nhà. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán về cái tình huống lo sợ và bối rối của Nabi Ibrahim a.s. khi những vị khách lạ kia không đưa tay chạm đến thức ăn. Allah subhanahu phán: فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Nhưng khi thấy bàn tay của họ không chạm đến thức ăn, y tức là Nabi Ibrahim alayhi salam sinh nghi và đâm ra lo sợ. Thì nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Nabi Ibrahim alayhi salam, một trong ba vị khách lạ đó nói: ngươi đừng sợ. Nabi Ibrahim a.s. nói: đúng vậy, tôi đang lo sợ vì các vị là những vị khách của tôi. Tôi đã tiếp đãi các vị, tôi đã mời các vị ăn thức ăn, nhưng không ai trong các vị đưa tay chạm đến thức ăn cả. Thì lúc đó một trong ba vị khách cười và nói: này Ibrahim, bọn ta không thể ăn và bọn ta không ăn, bởi vì thật ra bọn ta là những vị thiên thần. Allah phái bọn ta đến với người dân của Lut. Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo về cái lời các vị thiên thần nói với Nabi Ibrahim alayhi salam: قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Họ, các thiên thần bảo: ngươi đừng sợ, bọn ta là các thiên sứ được cử đến với người dân của Lut. Nghe được những cái lời nói đó thì bà Sarah, vợ của Nabi Ibrahim alayhi salam, đang đứng ngay cửa buồng nhìn ra bật cười. Thì một trong các vị thiên thần nghe tiếng cười nhìn sang thấy bà, liền báo tin mừng rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho bà một đứa con tên là Ishaq, và sau này sẽ có một đứa cháu nội từ Ishaq này tên là Ya'qub. Thì trước cái lời báo tin của các vị thiên thần, bà Sarah quá đổi ngạc nhiên và nói: Ya waylata alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Thật khổ cho thân tôi, làm sao tôi có thể có con trong khi tôi đã là một bà lão và chồng tôi cũng đã là một ông lão. Đây quả là một điều kỳ lạ. Các thiên thần nói với bà Sarah: أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ
إنه حميد مجيد. Các thiên sứ bảo: ngươi ngạc nhiên về mệnh lệnh của Allah ư? Hồng ân và phúc lành của Allah được ban xuống cho các ngươi, hỡi người nhà của Ibrahim. Quả thật, Ngài là đấng rất đáng được ca tụng, rất mực quang vinh. Thì nghe các vị thiên thần báo tin mừng cho vợ của mình về một đứa con sắp tới, Nabi Ibrahim a.s. cũng đổi ngạc nhiên. Người nói: أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرْ. Chẳng lẽ các ngài báo tin mừng cho tôi lúc tôi đã già như thế này sao? Các thiên thần nói: بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Bọn ta đích thực mang tin mừng đến cho ngươi, bởi thế ngươi chớ nên tuyệt vọng. Thì sau khi biết được ba vị khách lạ mặt đó là ba vị thiên thần được Allah subhanahu wa ta'ala cử phái đến với đám người dân của Lut, thì họ chỉ được lệnh đi ngang qua để chào salam và báo tin vui cho mình và người nhà, thì Nabi Ibrahim alayhi salam không còn lo lắng. Người đã rất vui. Nhưng khi người biết rằng các vị thiên thần đi gặp đám người dân của Lut là để trừng phạt họ, thì người đã cố nài xin các vị thiên thần hãy chậm chậm sự việc lại. Người đã cố nài xin cho đám người của Lut, bởi vì người là một vị Nabi nhân từ, một vị Nabi đầy lòng thương xót. Allah subhanahu wa ta'ala đã phán ca ngợi tấm lòng của Nabi Ibrahim alayhi salam: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّابٌ مُنِيبٌ. Quả thật Ibrahim là một người hằng chịu đựng, nhân hậu và luôn biết ăn năn sám hối. Vì là mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala nên các vị thiên thần không hề làm trái. Họ đã nói với Nabi Ibrahim alayhi salam khi mà Nabi Ibrahim alayhi salam cố nài nỉ xin họ, thì họ nói: Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim 'adhabun ghayru mardud. Này Ibrahim, hãy bỏ qua cái chuyện này xin này. Quả thực mệnh lệnh thượng đế của ngươi đã được ban hành. Quả thực hình phạt đã được lệnh đến với họ, không thể thu hồi lại được. Thì khi nghe những cái lời khăng khăng, những cái lời quả quyết, những cái lời này của các thiên thần, thì Nabi Ibrahim alayhi salam đành phải im lặng và các thiên thần chào salam rồi ra đi. Thì ba vị thiên thần được cử phái đến trong chuyến ghé thăm đó, trong chuyến ghé thăm Nabi Ibrahim alayhi salam đó, là đại thiên thần Jibril, đại thiên thần Israfil và đại thiên thần Mikail. Họ đã quá thân thành những cái người phàm để đến gặp người dân của Nabi Lut cũng như gặp Nabi Ibrahim alayhi salam. Có một ngày nọ, Nabi Ibrahim alayhi salam muốn củng cố đức tin iman, muốn có niềm tin kiên định và vững chắc hơn, nên người đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phơi bày cho người nhìn thấy cách Allah subhanahu wa ta'ala hồi sinh cái chết như thế nào. Thì sự việc này đã được Allah subhanahu wa ta'ala kể lại trong chương số 2 Al-Baqarah. Allah phán: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Và hãy nhớ lại khi Ibrahim thưa với Allah: lạy thượng đế của bề tôi, xin Ngài cho bề tôi thấy cách Ngài hồi sinh cái chết như thế nào. Allah subhanahu wa ta'ala phán: hẳn người không tin việc phục sinh hay sao? Y thưa,
bẩm không phải thế, chỉ vì bề tôi muốn được vững lòng tin mà thôi. Allah phán, ngươi hãy bắt 4 con chim, ngươi hãy phân chúng ra thành nhiều mảnh, rồi ngươi hãy đặt từng phần của chúng lại tại mỗi ngọn đồi. Sau đó ngươi hãy gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh đến với ngươi. Và hãy biết rằng Allah là đấng toàn năng, toàn tri. Nabi Ibrahim alayhi salam đã làm theo lệnh bảo của Allah subhanahu wa ta'ala. Người cắt cổ 4 con chim rồi cắt chúng thành các phần nhỏ và trộn lẫn với nhau. Sau đó người chia thành 4 phần và đặt mỗi phần tại một ngọn đồi. Rồi người nhân danh Allah subhanahu wa ta'ala hô gọi chúng. Sau tiếng hô gọi nhân danh Allah thì những phần thịt, xương, lông bay tìm đến nhau trước mặt Nabi Ibrahim alaihi salam, ghép lại thành 4 con chim trọn vẹn như ban đầu. Thì Allah subhanahu wa ta'ala kể lại cho chúng ta nghe về câu chuyện này để thấy rằng Ngài yêu thương Nabi Ibrahim alaihi salam như thế nào. Thì qua đó Allah subhanahu wa ta'ala muốn phơi bày quyền năng của Ngài, và Ngài muốn khẳng định cho các bề tôi của Ngài thấy rằng việc phục sinh con người từ cõi chết vào ngày sau là điều vô cùng đơn giản đối với Ngài. Chúng ta sẽ nói câu chuyện cuối cùng về những câu chuyện của Nabi Ibrahim alaihi salam. Đó là câu chuyện về xây ngôi đền Kaaba. Thì chúng ta đã biết là chỗ giếng nước Zamzam đã trở thành chốn dừng chân của các đoàn lữ hành. Thì bà Hajar và Ismail đã được Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và che chở cho cuộc sống an lành và bình yên tại khu vực này. Và dần dần sau này có nhiều cư dân Ả Rập đổ xô lại sinh sống và sau trở thành một thị trấn phồn thịnh. Thì Ismail sống và lớn lên cùng với những người Ả Rập và đã học tiếng Ả Rập. Nabi Ismail lớn lên trở thành một chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú, hiền lành và đức độ, và được người dân thương mến và yêu quý. Thì họ đã gả con gái cho Nabi Ismail và bà Hajar sau đó đã qua đời. Thì sau nhiều năm, Nabi Ibrahim alaihi salam trở lại Mecca thăm Ismail. Người muốn biết tình trạng gia đình của Ismail sau hôn nhân như thế nào. Vì Ismail lấy vợ thì Nabi Ibrahim alaihi salam vẫn còn ở Palestine và chưa từng gặp mặt đứa con dâu. Có một câu chuyện được kể lại cho chuyến viếng thăm này của Nabi Ibrahim alaihi salam. Thì câu chuyện kể rằng khi mà Nabi Ibrahim alaihi salam đến thăm nhà của Ismail, lúc đó Ismail không có ở nhà. Nabi Ibrahim alaihi salam gõ cửa, thì một người phụ nữ ra mở cửa hỏi ông lão cần gì. Thì người phụ nữ đó là vợ của Nabi Ismail alaihi salam, nhưng vì chưa từng gặp mặt nên cô ta không biết đó là cha chồng mình. Tuy nhiên, người vợ này của Ismail không phải là người nữ đức hạnh, nên khi mở cửa ra, không biết mời Nabi Ibrahim alaihi salam vào nhà mà chỉ tiếp ở ngay cửa. Nabi Ibrahim alaihi salam hỏi thăm Ismail và hỏi thăm về cuộc sống và gia đình thế nào, thì vợ của Ismail trả lời rằng Ismail đã đi ra ngoài và than thở cuộc sống tồi tệ, rất eo hẹp và khốn khó. Thì cô ta cứ than thở, cứ than vãn rất nhiều về cuộc sống của mình. Thì sau đó Nabi Ibrahim alaihi salam chào salam và từ giã và nói: khi nào chồng cô về hãy gửi lời chào salam của ta đến cậu ấy, và hãy nói với cậu ta rằng cậu ta hãy nên thay các ngưỡng cửa nhà đi. Nói xong thì Nabi Ibrahim alaihi salam rời đi. Thì sau đó Nabi Ismail trở về nhà và người đã hỏi vợ của người như thể là đã biết một điều gì đó. Thì Nabi Ismail nói: có ai đó ghé thăm nhà mình phải không? Người vợ nói: đúng vậy, có một ông lão thế này ghé nhà chúng ta. Ông lão đã hỏi thăm chàng và tình trạng cuộc sống của chúng ta. Nabi Ismail alaihi salam nói: vậy ông ấy có nhắn gửi ta điều gì hay không? Người vợ nói: có, ông ta bảo em nói với chàng rằng ông gửi lời salam đến chàng và bảo chàng hãy thay cái ngưỡng cửa nhà đi. Nabi Ismail alaihi salam nói:
ông lão đó là cha của ta. Quả thật, ý của ông là bảo ta ly dị nàng. Giờ ta tuyên bố ly dị nàng, nàng hãy trở về với gia đình của nàng. Nabi Ismail al-Salam ly dị những cái người vợ đó và đã cưới một cái người vợ khác. Thì sau khi cưới vợ thứ hai này thì hai vợ chồng chung sống với nhau khoảng một thời gian dài. Thì Nabi Ibrahim al-Salam trở lại Mecca ghé thăm. Thì lần ghé thăm này Ismail cũng không có mặt ở nhà. Khi mà Nabi Ibrahim al-Salam đến thì Nabi Ibrahim alaihissalam gõ cửa, người vợ thứ hai của Ismail ra mở cửa, cười tươi chào Salam và nói: chồng tôi không có ở nhà, mời ông vào nhà. Ông là ai? Ông cần tôi giúp chuyện gì? Thì Nabi Ibrahim alaihissalam chỉ đứng tại cánh cửa và hỏi thăm gia cảnh cũng như tình trạng cuộc sống của hai vợ chồng. Thì người vợ thứ hai này của Nabi Ismail nói: alhamdulillah, cuộc sống rất tốt đẹp. Nabi Ibrahim alaihissalam hỏi: thức ăn của gia đình thường là gì? Người vợ thứ hai này của Nabi Ismail nói: thịt. Nabi Ibrahim alaihissalam hỏi: thức uống của gia đình là gì? Thì người vợ thứ hai này của Nabi Ismail lại nói: nước. Thì sau khi hỏi xong hai câu hỏi này thì Nabi Ibrahim alaihissalam nói: Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Lạy Allah, cầu xin Ngài ban phúc lành cho họ trong thịt và nước. Thì sau đó Nabi Ibrahim alaihi salam chào Salam từ giã và nói: khi nào Ismail về, cô hãy nhắn lại cậu ấy rằng tôi gửi lời Salam đến cậu ta và bảo cậu ta hãy giữ lấy cái ngưỡng cửa nhà của mình. Thì nói xong Nabi Ibrahim alaihi salam rời đi. Sau đó Nabi Ismail alaihi salam trở về và người đã hỏi vợ của người như thể là đã biết một điều gì đó. Thì người nói: có ai đó ghé thăm nhà mình phải không? Người vợ nói: đúng vậy, có một người đàn ông thế này, có một ông lão thế này ghé nhà chúng ta. Ông lão đã hỏi thăm chàng và hỏi thăm về tình trạng cuộc sống của chúng ta. Nabi Ismail alaihi salam nói: vậy ông ấy có nhắn gửi ta điều gì hay không? Người vợ nói: có, ông ta bảo em nói với chàng rằng ông gửi lời salam đến chàng và bảo chàng hãy giữ lấy cái ngưỡng cửa nhà của mình. Thì Nabi Ismail alaihi salam mới nói: đó là cha của ta, quả thực ý của ông là muốn ta giữ lấy nàng. Thế là Nabi Ismail alaihi salam và người vợ đó đã sống với nhau trong một cái thời gian lâu dài theo ý muốn của Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi sau một thời gian, Nabi Ibrahim alaihi salam lại đến thăm viếng Ismail ở Mecca. Thì cái lần viếng thăm này, Nabi Ibrahim alaihi salam được lệnh xây cất ngôi đền Kaaba. Thì vào một ngày nọ, lúc mà Nabi Ismail đang ngồi mài dũa mũi tên gần bên giếng nước Zamzam, Nabi Ibrahim alaihi salam đến và nói: này Ismail, quả thật Allah đã ra lệnh cho cha một việc. Ismail nói: thưa cha, thế cha cứ thi hành theo lệnh của Thượng Đế. Nabi Ibrahim al-Salam bảo: con sẽ giúp cha chứ? Ismail nói: chắc chắn con sẽ giúp cha. Nabi Ibrahim al-Salam nói: quả thật Allah đã ra lệnh cho cha xây ở đây một ngôi đền. Rồi người đưa tay chỉ đến chỗ gò đất cao, tức cái chỗ mà của vết tích ngôi đền đã có sẵn từ trước. Thế là hai cha con họ đã xây lên cái nền móng của ngôi đền. Ismail thì phụ chuyển đá, còn Nabi Ibrahim alaihi salam thì xây. Khi mà đã xây lên cao, thấy độ cao đã xa tầm giới của cha, Ismail đã đi tìm lấy một tảng đá lót chân cho cha. Thì Nabi Ibrahim alaihi salam đã đứng trên cái tảng đá đó, tiếp tục xây cho đến khi hoàn tất cái ngôi đền Kaaba, và Ismail thì vẫn tiếp tục công việc phụ chuyển đá lên cho cha. Thì cái tảng đá mà Nabi Ibrahim alaihi salam đã đứng trên nó trong lúc mà người xây ngôi đền, khi mà phần xây đã cao khỏi tầm giới, thì nó đã in hằn cái dấu đôi bàn chân của người. Và thật kỳ lạ là cái dấu chân đã in lún xuống lên bề mặt tảng đá, và dấu chân này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Subhanallah. Tảng đá đó được gọi là Maqam Ibrahim, có nghĩa là chỗ đứng của Nabi Ibrahim alaihi salam. Thì ngày nay cái Maqam Ibrahim này, cái dấu chân trên cái tảng đá này và cái tảng đá đó
nó được rào chắn lại xung quanh với những tấm thủy tinh dày để tránh sự xói mòn của thời tiết và khí hậu. Quả thật, cái dấu chân của Nabi Ibrahim alaihi salam in lún xuống trên tảng đá và nó còn tồn tại cho đến mai sau là một phép màu của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah đã giữ nó còn tồn tại mãi theo thời gian vì Allah muốn thế hệ mai sau vẫn còn nhớ đến vị thiên sứ đức hạnh và trung kiên của Ngài Ibrahim alaihi salam. Thì bằng chứng cho cái sự việc đó là Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh cho tín đồ Muslim dâng lễ nguyện Salat ngay tại chỗ Maqab Ibrahim khi mà họ thực hiện hành hương Hajj. Allah phán: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Và hãy nhớ lại khi ta đã chỉ định ngôi đền Kaaba làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng, và ta phán cho khách viếng rằng hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim làm địa điểm dâng lễ nguyện Salat. Chương 2 Al-Baqarah câu 125. Thì chúng ta trở lại câu chuyện ngôi đền, xây ngôi đền của hai cha con Nabi Ibrahim alaihi salam và Ismail alaihi salam. Khi mà Nabi Ibrahim alaihi salam xây đến chỗ của cục đá đen thì Nabi Ibrahim alaihi salam nói với Ismail: "Cha muốn đặt một cục đá ngay chỗ này để làm dấu cho mọi người, làm điểm bắt đầu của nghi thức tawaf ngôi đền." Thế là Ismail đi tìm cục đá cho cha, rồi một lúc sau quay lại thì thấy cha, thấy Nabi Ibrahim alaihi salam đã đặt một cục đá đen vào chỗ đó rồi. Ismail ngạc nhiên hỏi: "Này cha, ai đã mang cho cha cục đá kia vậy?" Nabi Ibrahim alaihi salam nói: "Đại thiên thần Jibril alaihi salam đã mang nó từ trên xuống." Thì cục đá đen này là một loại đá từ thiên đàng, giống như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói, đã thông tin chúng ta biết khi người nói: "Nazal al-hajarul aswadu min al-jannah." Rawahu Tirmidhi wa Ahmad wa Nasa'i. Cục đá đen là từ nơi thiên đàng. Thì hadith do Tirmidhi, Ahmad và Nasa'i ghi lại. Thì cục đá này nó có màu đen ngả màu đỏ, nằm tại góc hướng nam của ngôi đền, ngay bên trái của cánh cửa. Nó cao cách mặt đất khoảng 1,10 mét. Thì nó được đặt áp sát vào trong góc thành tường của ngôi đền, và nó là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc cho nghi thức tawaf. Thì sau khi mà xây xong cái ngôi đền Kaaba, hai cha con Nabi Ibrahim alaihi salam và Ismail đã ngửa đôi tay lên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah phán về cái lời khẩn xin của họ: "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail rabbana Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim." Và hãy nhớ lại khi Ibrahim và Ismail xây móng của ngôi đền và cầu nguyện thưa: "Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận việc làm này từ bầy tôi, bởi vì Ngài là đấng hằng nghe và hằng biết. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy làm cho bầy tôi thành hai người Muslim thần phục Ngài, và xin Ngài hãy tạo ra một cộng đồng Islam thần phục Ngài từ con cháu của bầy tôi, và xin Ngài hãy chỉ cho bầy tôi những nghi lễ bắt buộc và tha thứ cho bầy tôi, bởi vì chắc chắn Ngài là đấng hằng tha thứ, rất mực khoan dung. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy dựng lên trong chúng, tức là trong con cháu của bầy tôi, một sứ giả xuất thân từ chúng.
y sẽ đọc các lời mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng kinh sách và lẽ đúng đắn khôn ngoan, và y sẽ thanh lọc chúng. Quả thật Ngài là đấng toàn năng, đấng rất mực sáng suốt. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã chấp nhận lời cầu nguyện của Nabi Ibrahim alayhi salam. Ngài đã làm cho ngôi đền Kaaba đành thành một nơi mà tất cả các tín đồ Muslim trên thế giới ngày nay từ đông sang tây đều hướng về nó hàng năm. Wa lillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilay sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con người phải đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Kaaba khi mà có điều kiện. Và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật Allah là đấng giàu có nhất trong toàn vũ trụ. Không những thế, ngôi đền Kaaba còn là biểu tượng cho giáo lý Tauhid, tôn thờ Allah duy nhất. Thì khi mà toàn thể tín đồ Muslim đều hướng cả thể xác lẫn tâm hồn của họ về nó hàng ngày trong năm lễ nguyện Salah, như vậy việc người Muslim hướng mặt về ngôi đền Kaaba cũng như đi vòng quanh Kaaba không phải là để thờ phượng bản thân cái ngôi đền Kaaba đó, mà là thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala, thượng đế của ngôi đền. Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao và ân phúc phán: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Bởi vậy họ phải thờ phượng thượng đế của ngôi đền, đấng đã nuôi họ khỏi cơn đói và cho họ được an toàn khỏi những sợ hãi. Thì đó là toàn bộ câu chuyện về Nabi Ibrahim alaihi salam được trình bày dựa theo Quran và Sunnah thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Thì qua các câu chuyện của Nabi Ibrahim alaihi salam, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala soi sáng và hướng dẫn các tín đồ Muslim tìm thấy nhiều bài học hữu ích. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn chúng ta và soi sáng chúng ta được dễ dàng trên con đường hướng đến thiên đàng của Ngài. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.